thân vì chính nghĩa. Oh yeah. Những gương mặt sáng lửa cháy sáng bừng trong trái tim, những gương mặt sáng vì nghĩa luôn xa tàn. Những gương mặt sáng bạn ơi nhắc mình luôn vững tin, những gương mặt sáng mặc gió mưa cát cài. Nào bạn ơi cùng nhau ta tiến lên, đừng quan tâm lý do người ta nói, đừng lung lay ý chí của riêng mình, cùng mở ra sức xe liên hệ. Chào các bạn, tớ là Sirius. Ngày anh tớ đón tớ tới thành phố lớn đã xảy ra những chuyện không thể tưởng tượng được. Thì ra chiếc xe hơi đồ chơi màu đỏ mà bên tớ từ nhỏ tới lớn có một nguồn năng lượng vô cùng thần bí. Nó là một đội cùng với một chiếc xe đỏ khác. Thần kỳ nhất là hai chiếc có thể hợp thể lại với nhau, biến thành một siêu xe thần thú cực cool ngầu. Và càng thần kỳ hơn nữa là những con siêu xe này, tất cả chúng đều có linh hồn. Thì ra trò chơi siêu xe biến hình này có thật. Những người sở hữu những con siêu xe thần thú này được gọi là siêu xe chủ. Những chiếc xe hợp thể trở thành những con quái thú mạnh mẽ. Hãy gia nhập vào quyết đấu siêu xe của chúng tôi, cùng nhau đi săn nào. Xin cho hỏi, các anh có thấy Reagan và Hida ở đâu không? Tự dưng lại vậy? Cho hỏi, nè, sao không ai để ý tới tôi hết vậy? Mọi người sao vậy chứ? Hoan nghênh đăng nhập vào hệ thống siêu xe thí nghiệm 109 bắt đầu. Quá, ngầu ghê. Bắt đầu thí nghiệm. Siêu xe thần thú số 109 đưa chi phải ra tấn công. Đánh hay lắm, nhìn nó ngốc ghê, không bằng một góc của Reagan. Dùng liên hoàn chưởng đánh bại đối thủ. Thí nghiệm kết thúc, số 109 giành chiến thắng. Thành công rồi, lần thí nghiệm này xem như thuận lợi. Hả? Chẳng lẽ những thí nghiệm trước đây đều không thuận lợi sao? Đánh bại đối thủ. Ta còn chưa hạ lệnh, sao nó tự nhiên hành động vậy? Dừng tay lại. Số 109 mau dừng tay. Sao lại như vậy? Dừng lại. Thí nghiệm kết thúc rồi, ngươi thắng rồi. Tha cho tên người máy đó đi. Đánh bại đối thủ. Cái gì? Đánh bại đối thủ. Khởi động chế độ tự hủy ngay lập tức. Ba. Sao lại như vậy? Ba ơi, ta tuyên bố thí nghiệm 109 thất bại. Các cậu vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, công ty CBF có nguy cơ bị cắt tài trợ. Chúng ta phải cố gắng lên. Đúng thế, nếu không có lương thì không thể trả tiền trọ. Tôi sẽ phải ngủ ngoài đường mất. Xin lỗi, nhưng chúng ta không thể sản xuất những siêu xe thần thú bị mất kiểm soát được. Đây là món quà dành cho trẻ em mà. Ba, đáng ghét. Không ngờ bắt đầu những siêu xe thần thú lại gian nan như vậy. Ba ơi, ta phải làm gì đây? Ba, ba, dù bây giờ ba không thấy con, cũng không nghe được con nói gì, nhưng con muốn nói với ba rằng con... Buồn cười ghê. Ba, hả? Đó là bức ảnh mình thấy ban nãy mà. Thằng nhóc ngốc nghếch, lúc đó cứ muốn biến ngựa gỗ thành rồng, còn cười rất hạnh phúc nữa chứ. Biến thành rồng sao? Ba ơi,
Ba ơi, con thiết kế xong ngựa gỗ rồi. Sirius, con vẽ gì vậy? Ngựa gỗ giống con rồng ạ. Nhìn quay không ba? Ngựa gỗ giống con rồng sao? Thú vị ghê. Vậy ba nhanh làm cho con đi. Được rồi, được rồi. Ngựa gỗ nhìn quay phong ghê. Nào, lại đây ngồi lên xem nào. Ba ơi ba, nhìn con có quay không nè? Quay chứ. Chúng ta chụp bức ảnh kỷ niệm đi. Dạ. Sau đó, ngay cả khi đi ngủ, Sirius cũng ôm con ngựa gỗ này. Mình nhớ ra rồi. Hồi đó mình cũng muốn một con ngựa gỗ hình dạng như con rồng. Ngựa gỗ hình rồng. Đúng rồi, đây chính là cái ta cần. Ba, ba muốn làm gì? Ba, ba đang làm gì vậy? Tiến sĩ, ta nói mấy cậu về nhà nghỉ ngơi đi mà. Đúng là không dễ dàng bỏ cuộc được. Các cậu, đây là... À, may nhờ có Sirius. Đây là bản thiết kế siêu xe thần thú mới. Chúng ta cùng cố gắng lên nào. Cố lên. Ba thật tuyệt vời. Cuối cùng cũng hoàn thành. Siêu xe ngầu ghê. Nhưng mình thấy nó quen quen. Thí nghiệm bắt đầu. Rõ. Hợp thể siêu xe thần thú. Tiến sĩ, siêu xe thần thú hợp thể thành công rồi. Đó là Reagan mà. Cảm ơn con trai ta, Sirius. Hình dạng của siêu xe thần thú này là do Sirius vẽ con ngựa gỗ hình rồng đó. Ba, ta hy vọng nó cũng giống như con ngựa gỗ hình rồng, bầu bạn cùng Sirius cho tới khi nó trưởng thành. Thì ra Reagan được sinh ra như vậy. Vậy ngài hãy đặt tên cho nó đi, tiến sĩ. Wow, con ngựa gỗ ngầu quá đi. Ba, ba thấy con có quay không? Quay lắm. Vậy đặt tên nó là Reagan đi. Reagan, ba. Được đó chứ. Tiếp tục thí nghiệm thôi. Rõ. Hoan nghênh đăng nhập vào hệ thống siêu xe thí nghiệm 110 bắt đầu. Thí nghiệm bắt đầu chưa? Reagan, dùng lửa tấn công đối thủ đi. Reagan, né ra. Reagan! Cố lên! Reagan! Reagan mất kiểm soát rồi sao? Reagan, dừng lại ngay lập tức. Người máy đó là bạn của ngươi. Bạn sao? Đúng, là bạn. Hãy chung sống hòa thuận với nhau đi. Bạn. Bạn. Bạn của Reagan. Bạn. Không hổ danh là Reagan của tớ. Làm tốt lắm. Thành công rồi, thành công rồi. Sắp có tiền trả tiền nhà rồi. Đây là món quà ta dành tặng cho Sirius. Không, là cho toàn bộ trẻ em. Siêu xe thần thú sẽ trở thành một người bạn của trẻ nhỏ. Ba, cảm ơn ba. Sao vậy? Anh. Ida, cậu làm gì vậy?
tim còn đập, cậu ấy vẫn còn sống. Nhưng Sirius vẫn chưa tỉnh. Hay chúng ta hô hấp nhân tạo cho cậu ấy đi. Cái gì cơ? Không nha. Tỉnh hay không kệ cậu ấy. Sirius là bạn của cậu. Cậu không giúp thì ai giúp chứ? Sao vậy? Có địch. Là tổ chức người khổng lồ. Hida, không ngờ ngươi lại theo phe bọn chúng. Hida, cậu bảo vệ Sirius. Regan, sao cậu không biến hình đi? Tôi không muốn phá hủy nơi này. Cậu yên tâm, chạy đi. Đây là siêu xe thần thú thời đại mới à? Đúng vậy. Ta hy vọng nó có thể cùng trẻ em vui chơi hạnh phúc. Ba xem cái này đi. Đã nghiên cứu thành công rồi. Bên trong có gì vậy? Sirius. Các siêu xe thần thú có thể tấn công. Cái này là để đề phòng bất trắc. Cái này liên quan tới tương lai của siêu xe thần thú. Ta muốn cho bọn trẻ và siêu xe quyết định, chứ không phải. Ba đang nói gì vậy? Con không nghe thấy được. Anh trai. Anh trai, sao anh lại kích động quá vậy? Chờ em chút. Chuyện gì vậy? Sao chân không nhấc được? Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc các cậu đi vào thế giới siêu xe, chìa khóa tương lai của thế giới siêu xe đã nằm trong tay các cậu rồi. Chìa khóa này là... Cái gì cơ? Sirius! Sirius! Tida! Sirius, kẻ địch đang đến, mau dậy đi. Hida, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Hida, Regan đâu rồi? Regan, là cậu. Regan, cậu có sao không? Tôi không sao. Chờ cậu dậy để cùng nhau chiến đấu đi. Cùng chiến đấu sao? Nhiệm vụ lần này của ta là phá hủy phòng thí nghiệm này. Đáng ghét, dám làm cho phòng thí nghiệm của ba thành ra như vậy. Tại sao lại làm vậy? Nó chỉ là công cụ để thực hiện nhiệm vụ. Thành ra thế nào cũng chẳng sao. Tình đáng ghét. Regan, dừng lại mau. Bạn. Đúng, là bạn của ngươi. Hãy chung sống hòa thuận với nhau đi. Bạn của Regan, siêu xe thần thú sẽ là người bạn thân thiết của trẻ nhỏ. Bạn thân không phải như vậy. Không phải. Sirius, cậu sao vậy? Đang chiến đấu mà để ý đi đâu vậy? Tấn công Storm Shinu và Flame Shinu. Sirius. Sirius. Sirius, Hida, các cậu có sao không? Chắc ba không nghĩ rằng phòng thí nghiệm của mình cuối cùng là bị hủy hoại dưới tay những kẻ siêu xe thần thú mà ông ấy tạo ra. Sirius, đừng như vậy nữa. Đây là thế giới siêu xe, mọi thứ đều là giả. Không, bất kể như thế nào, đây không phải là những gì mà ba tớ muốn nhìn thấy. Đi thôi. Gì cơ? Để cho tớ. Dưới sự lãnh đạo anh minh của tớ, cuối cùng chúng ta cũng được nhìn thấy tháp khống chế năng lượng X. Tớ đúng là thiên tài. Được cứu rồi. May mà bắt kịp. Olabia, cậu đắc ý gì chứ? Rõ ràng là lỗi của cậu mà. Oh.
Sirius và Hida đang gặp nguy hiểm kìa. Là những siêu xe thần thú đang quá điên. Chúng ta mau bắt chúng lại đi. Sirius, cậu phải cố lên nào. Bọn này sợ nha. Regan, mau dừng tay. Bà chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy siêu xe thần thú do chính tay mình thiết kế hủy hoại lẫn nhau. Nhưng Regan, các người có trốn cũng không thoát đâu. Chúng có thể hút năng lượng sinh mệnh của các siêu xe thần thú giống như ma cà rồng vậy. Tại sao có thể đối xử với siêu xe thần thú như vậy? Bão phá băng. Vô ảnh quang. Đáng ghét. Ai tới phá game vậy? Lưỡi kiếm băng giá chém đứt mọi chướng ngại vật. Rừng khí lạnh lẽo đóng băng tất cả kẻ xấu. Cái gì mà băng với lạnh? Bước ra ngoài đi. Là Leo và Jet. Regan, Sirius, cậu làm cái gì vậy? Tại sao lại ngăn cản Regan? Sirius, Regan, cậu sao rồi? Regan, xin lỗi, tớ đã phạm sai lầm ngay trong thời khắc quan trọng nhất. Không sao, tớ tin cậu. Cảm ơn cậu, Regan, nhưng tớ sợ.